Mỹ đóng băng hàng tỷ USD dự trữ của chính phủ Afghanistan, ngăn tiền rơi vào tay Taliban. Chính quyền Tổng thống Joe Biden được cho là đã đóng băng gần 9,5 tỷ USD dự trữ của chính phủ Afghanistan trong các ngân hàng Mỹ vào Chủ nhật, ngày 15 tháng 8, sau khi Taliban chiếm giữ Kabul. Theo Washington Post, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen và Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính đã quyết định đóng băng các tài khoản của chính quyền Afghanistan. Một quan chức giấu tên khẳng định tất cả các tài sản của Mỹ của Ngân hàng Trung ương Afghanistan sẽ không được giao cho Taliban. Bộ Tài chính được cho là đã tham vấn Bộ Ngoại giao trước động thái này và chính quyền Tổng thống Biden được cho là đang cân nhắc các hành động khác để gây áp lực với Taliban. Ayman Mahdani, quyền giám đốc Da Afghan Bank, DAB, Ngân hàng Trung ương Afghanistan hôm thứ Hai thông báo, Mỹ sẽ ngừng vận chuyển tiền mặt đến nước này nhằm ngăn chặn nỗ lực của Taliban trong việc tiếp cận các loại quỹ. Hiện Taliban vẫn nằm trong danh sách trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ. Điều này có nghĩa là nhóm này sẽ không tiếp cận khoản tiền nào của DAB. Lệnh trừng phạt đã được Mỹ áp đặt lên Taliban kể từ sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. DAB có tổng tài sản 9,5 tỷ USD, phần lớn đang nằm trong tài khoản của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York và các tổ chức tài chính có trụ sở tại Mỹ. Người gác kho tiền Afghanistan lên tiếng. Quyền Thống đốc Ngân hàng Trung ương Afghanistan Amali cho biết nước này gửi 7 tỷ USD dự trữ tại Mỹ và Taliban khó có thể tiếp cận được. Không có khoản tiền nào bị lấy đi từ các tài khoản dự trữ ở nước ngoài. Tôi cho rằng Bộ Tài chính Mỹ và Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài OFAC thuộc bộ này sẽ không bao giờ cho phép Taliban tiếp cận các khoản tiền đó. Quyền Thống đốc Ngân hàng Trung ương Afghanistan Amati đăng trên Twitter hôm 18 tháng 8. Amati, người đã rời khỏi đất nước sau khi Taliban kiểm soát thủ đô Kabul, cho biết thêm Ngân hàng Trung ương Afghanistan có khoản 9 tỷ USD dự trữ. Ở trong đó có khoảng 7 tỷ USD được gửi tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ dưới hình thức tiền mặt, vàng, trái phiếu chính phủ Mỹ và các loại giấy tờ khác. Amati trước đó cho biết ông và các nhân viên đã cố gắng ổn định tiền tệ khi Taliban tiến vào thủ đô Kabul. Amati cũng chỉ trích Tổng thống Ashraf Ghani bỏ trốn khỏi đất nước đã gây ra sự hỗn loạn mà không đưa ra bất kỳ kế hoạch chuyển giao nào. Tuyên bố của quyền thống đốc Ngân hàng Trung ương Afghanistan được đưa ra sau khi Mỹ khẳng định lực lượng Taliban sẽ không có quyền tiếp cận bất cứ nguồn tài sản nào của Afghanistan đang gửi ở Mỹ. Ngoài việc ngăn cản Taliban tiếp cận các khoản tiền gửi của chính quyền cũ, Mỹ có thể ngăn IMF hay Ngân hàng Quốc tế World Bank viện trợ cho Afghanistan, giống như cách Washington từng làm với Venezuela. Khi Taliban tiến vào Kabul hôm 15 tháng 8, Tổng thống Ghani vội vàng lên máy bay rời đi với lý do tránh đổ máu. Đại sứ quán Nga cho biết Ghani rời đi với 4 xe chở đầy tiền mặt, trong khi Taliban cáo buộc ông đem theo 60 triệu USD. Sau khi hoàn thành quá trình kiểm soát Afghanistan, Taliban tuyên bố chiến tranh đã kết thúc ở nước này và kêu gọi hòa bình với cộng đồng quốc tế. Lực lượng này cũng cam kết phụ nữ Afghanistan sẽ không chịu phân biệt đối xử và có cơ hội học tập, làm việc trong khuôn khổ luật Hồi giáo. Nữ sinh choàng khăn trùm đầu đi học sau khi Taliban kiểm soát Afghanistan. Các nữ sinh mặc quần áo đen dài che kín người và choàng khăn màu trắng trùm đầu khi đi học tại thành phố Herat, miền Tây Afghanistan vài ngày sau khi lực lượng Taliban kiểm soát đất nước. Khi trường học mở cửa, các nữ sinh Afghanistan chạy tới các hành lang và trò chuyện cùng nhau trong sân trường, dường như không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi tình trạng hỗn loạn đã nhấn chìm đất nước trong 2 tuần qua. Chúng tôi muốn tiến bộ như các quốc gia khác. Chúng tôi hy vọng Taliban sẽ duy trì an ninh. Chúng tôi không muốn chiến tranh. Chúng tôi muốn hòa bình trên đất nước, nữ sinh Zokia nói. Tại thành phố Herat, phụ nữ và trẻ em gái có thể đi lại tự do hơn trên đường phố. Một số lượng lớn phụ nữ và trẻ em gái có thể theo học tại các trường học và cao đẳng, tại một thành phố nổi tiếng về nghệ thuật và thơ ca. Tuy nhiên, sau khi Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan, tương lai phía trước của phụ nữ và trẻ em gái tại đất nước này là điều rất mơ hồ. Theo luật Hồi giáo Sharia mà Taliban áp đặt khi kiểm soát Afghanistan vào những năm 1990, phụ nữ và trẻ em gái hầu như không được đi học và đi làm. Che kín mặt đã trở thành điều bắt buộc ở nơi công cộng và phụ nữ không thể rời khỏi nhà nếu không có nam giới đi cùng. Khi Taliban trở lại nắm quyền, những gì phụ nữ Afghanistan phải đối mặt phía trước vẫn chưa rõ ràng. Taliban đang cố gắng chứng minh rằng họ đã hạ thấp một số quan điểm cực đoan. Hôm ngày 17 tháng 8, Taliban đã tuyên bố ân xá trên khắp Afghanistan, đồng thời kêu gọi nữ giới tham gia vào chính phủ do lực lượng này thành lập. Trong cuộc họp báo chính thức đầu tiên sau khi chiếm được thủ đô Kabul, Zabihullah Mujahid, người phát ngôn của phong trào Taliban cho biết lực lượng này cam kết để phụ nữ làm việc phù hợp với các nguyên tắc của Hồi giáo. Khi được hỏi về sự khác biệt giữa chính quyền của Taliban giai đoạn những năm 1990 và chính quyền của năm 2021, Mujahid nói,
Nếu dựa trên ý thức hệ và niềm tin thì không có sự khác biệt, nhưng nếu dựa trên kinh nghiệm, sự từng trải và có một góc nhìn khác, Taliban chắc chắn có nhiều điểm khác biệt. Mặc dù vậy, người dân Afghanistan vẫn tiếp tục cuộc sống một cách thận trọng, phụ nữ hầu như vắng bóng trên đường phố của thủ đô Kabul và đàn ông bán những bộ quần áo phương Tây để đổi lấy trang phục truyền thống của Afghanistan. Sau vài ngày cầm quyền, vẫn chưa rõ liệu Taliban có chính sách giáo dục chính thức nào hoặc liệu lực lượng này có tổ chức các cuộc thảo luận với các trường học hay không. Trong cuộc phỏng vấn với Sky News tuần này, Suhail Sahen, một người phát ngôn khác của Taliban nói rằng nữ giới có thể học từ tiểu học cho đến đại học. Ông Sahen nói thêm rằng hàng nghìn trường học ở những khu vực bị Taliban kiểm soát vẫn hoạt động bình thường. Barisa Barisathar, hiệu trưởng của một trường tại thành phố Herat, bày tỏ sự lạc quan thận trọng, nói rằng bà biết ơn Chúa vì họ vẫn có thể mở cửa trường học. Các học sinh thân yêu của chúng tôi đi học với số lượng lớn và choàng khăn trùm đầu của Hồi giáo, bà Barista nói. Cựu Tổng thống Afghanistan Karzai gặp thủ lĩnh Taliban. Một chỉ huy Taliban và lãnh đạo cấp cao của nhóm phiến quân mạng lưới Haqqani đã gặp gỡ và đàm phán với cựu Tổng thống Afghanistan Karzai. Cuộc gặp giữa cựu Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai và thủ lĩnh Taliban cùng Anas Haqqani, lãnh đạo cấp cao của nhóm Haqqani, diễn ra trong bối cảnh Taliban đang nỗ lực thiết lập một chính phủ toàn diện. Một thủ lĩnh Taliban giấu tên hôm nay cho biết Karzai đi cùng đặc phái viên hòa bình của chính quyền cũ Abdullah và không tiết lộ thêm chi tiết. Mạng lưới Haqqani là một phe ủng hộ quan trọng của Taliban. Tổ chức Haqqani có căn cứ biên giới Pakistan, từng bị cáo buộc gây ra một số vụ tấn công quân sự chết người ở Afghanistan trong những năm gần đây. Trong cuộc họp báo đầu tiên hôm 17 tháng 8, sau khi giành chính quyền, Taliban tuyên bố hận thù đã chấm dứt và không muốn có bất kỳ kẻ thù nào, cam kết ân xá chung cho toàn bộ quan chức chính phủ và kêu gọi họ quay lại làm việc, bày tỏ mong muốn có quan hệ tốt đẹp với các nước khác để tái thiết nền kinh tế và đảm bảo thịnh vượng. Tình hình Afghanistan, các nước đẩy nhanh tiến độ sơ tán công dân. Theo một quan chức an ninh phương Tây, trên 2.200 nhà ngoại giao và nhiều dân thường đã được sơ tán khỏi Afghanistan trên những chuyến bay quân sự trong bối cảnh các nước đang đẩy nhanh công tác này sau khi lực lượng Taliban chiếm giữ thủ đô Kabul. Quan chức trên cho biết, chúng tôi đang xúc tiến các nỗ lực một cách nhanh chóng. Các công tác hậu cần cho thấy không có trục trặc nào tính đến thời điểm hiện tại và chúng tôi đã có thể sơ tán hơn 2.200 nhân viên ngoại giao, nhân viên an ninh nước ngoài và người Afghanistan từng làm việc cho các đại sứ quán. Trước đó, lực lượng Mỹ điều hành sân bay tại Kabul đã phải dừng các chuyến bay trong ngày 16 tháng 8 sau khi hàng nghìn người Afghanistan tràn vào sân bay này nhằm tìm cách rời khỏi đất nước. Các chuyến bay được nối lại một ngày sau đó, khi tình hình đã được kiểm soát. Ngày 18 tháng 8, Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo nước này đã sơ tán an toàn 306 công dân Anh và 2.052 người Afghanistan như một phần trong chiến dịch tái định cư của nước này. London đang nỗ lực sơ tán khoảng 1.000 người mỗi ngày, trong khi Đức mới chỉ sơ tán được 130 người. Pháp cho biết đã sơ tán 25 công dân và 184 người Afghanistan, trong khi Australia xác nhận 26 công dân nước này đã trở về nhà trên chuyến bay sơ tán đầu tiên mà Canberra triển khai tại Kabul. Tuy nhiên, Hà Lan đã không thể thực hiện thành công chuyến bay sơ tán trong đêm ngày 17 tháng 8 do tình trạng hỗn loạn bên ngoài sân bay Kabul. Theo Ngoại trưởng Hà Lan Sigrid Kaas, người này dự định đưa 1.000 nhân viên của Đại sứ quán Hà Lan cũng như các thông dịch viên và gia đình của họ rời khỏi Afghanistan. Thế nhưng chiếc máy bay quân sự chỉ có thể đỗ tại sân bay trong khoảng 30 phút và trở về nước mà không có thêm hành khách nào. Phía Taliban khẳng định mong muốn tạo lập hòa bình và cam kết một sự khác biệt rất lớn giữa lực lượng này ở thời điểm hiện tại và cách đây 20 năm. Theo tuyên bố của người phát ngôn Taliban, ông Zabihullah Mujahid, lực lượng này sẽ không trừng phạt những người làm việc cho chế độ trước đây, sẽ ân xá cho các cựu binh cũng như nhà thầu và phiên dịch từng làm việc cho các lực lượng quốc tế, đồng thời cho phép nữ giới được đi học và đi làm, cũng như tham gia các hoạt động xã hội khác trong phạm vi đạo hồi cho phép. Tuy nhiên, hàng nghìn người Afghanistan vẫn muốn rời khỏi đất nước, trong khi những người ở lại thì giữ thái độ hoài nghi trước những cam kết của Taliban.